Em xin chào tất cả các bác, em xin chào mọi người. Hôm nay em xin làm một video chia sẻ về cách sử dụng chế độ sưởi ấm trên ô tô khi trời lạnh. Khi thời tiết lạnh giá, việc sử dụng chế độ sưởi ấm trên ô tô là một điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, khi sử dụng hệ thống này cần phải hết sức lưu ý. Thứ nhất là điều hòa trên ô tô thực chất chỉ là một chiều lạnh. Nhiều người đã hiểu nhầm rằng điều hòa ô tô nó cũng có hai chiều, như điều hòa gia đình là nóng và lạnh. Tuy nhiên, đó là nhận thức sai lầm. Điều hòa trên ô tô thực chất chỉ có một chiều lạnh. Hệ thống làm nóng hoạt động độc lập với giàn lạnh chỉ chung quạt gió. Hệ thống làm nóng sẽ gom nhiệt từ két nước làm mát sau khi chạy qua động cơ. Lúc này nhiệt độ sẽ được gom vào nước chảy qua đường ống gần mặt táp lô. Quạt gió sẽ thổi không khí được làm nóng từ nước vào cabin để sưởi ấm. Hệ thống sưởi hoạt động độc lập với điều hòa trong ô tô. Bật chế độ sưởi khi bắt đầu khởi hành xe, quạt gió sẽ không thổi gió nóng ngay, chỉ khi động cơ đủ xe đủ nóng. Thông thường sẽ sau vài phút nổ máy, nhiệt độ mới tăng dần lên. Các dòng xe cao cấp đều tích hợp hệ thống sưởi ấm trên ghế, vô lăng và tay nắm cửa. Hệ thống này chạy bằng năng lượng điện nên về lý thuyết cũng không tiêu hao nhiên liệu của xe. Việc bật chế độ sưởi ấm phải bắt đầu từ nút AC là một sai lầm. Trong thực tế, nhiều người sử dụng ô tô vẫn lầm tưởng rằng việc bật chế độ sưởi ấm phải bắt đầu từ nút AC. Tuy nhiên, đây là một sai lầm. Điều hòa trong ô tô chỉ có một chiều lạnh chứ không phải điều hòa hai chiều như gia đình. Hệ thống sưởi hoạt động độc lập với điều hòa chỉ chung với quạt gió. Chính vì vậy, khi bật chế độ sưởi không cần phải bật AC. Băn khoăn nên bật điều hòa hay hệ thống sưởi khi hơi nước ngưng tụ ở kính. Thời tiết lạnh hoặc trong điều kiện mưa ẩm, lượng hơi nước trong xe sẽ thường ngưng tụ ở kính làm cho kính xe bị mờ. Làm kính bị mờ cũng có nghĩa là phải giải phóng hết ở chỗ hơi nước trong xe. Khi gặp hiện tượng này, nhiều người băn khoăn không biết nên bật điều hòa ở hay là lên bật hệ thống sưởi. Thực tế cả hai cách này đều có tác dụng làm khô kính. Tuy nhiên, để làm khô kính nhanh, ngay bắt đầu khởi động xe, lên bật điều hòa ở chế độ quạt gió lên hết kính. Sau khoảng 1 phút, kính sẽ khô. Sau khi kính khô, chuyển chế độ về gió cabin. Lúc này bật chế độ nóng hay lạnh là do nhu cầu của mỗi người. Thời tiết lạnh hoặc mưa ẩm sẽ gây làm mờ kính, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái xe. Nên em cũng rất là mong là cái đoạn clip này nó có thể giúp ích một phần nào đó cho mọi người. Em chúc mọi người lái xe thật là an toàn trên chặng đường lái xe, và sử dụng thì cẩn thận, lưu ý. Cũng như và tiếp đến là em xin gửi tới mọi người hình ảnh của một số cái két sưởi của những dòng xe thông dụng để mọi người nhận biết được thế nào là cái dàn sưởi nó có hình này, nó có cái hình dạng như thế nào. Đây em đang cầm để cho mọi người xem. Đây là cái dàn sưởi của Deugencha 2010, hàng của Hàn Quốc, GBC của Hàn Quốc. Đây, tất cả nó đều có thông số và những cái lưu ý để mình bảo quản khi vận chuyển hàng hóa cũng như khi lắp đặt. Tất cả nói chung là nó được đóng gói rất chi là cẩn thận. Còn đây là một cái dàn sưởi của con Kia Morning 2008 đến 2010. Đấy, như em nói là của nó được đóng gói rất là cẩn thận. Rồi. Đây là cái hình dạng của cái dàn sưởi của nó. Hàng HCC Korean. Đấy, mọi người để ý. Tất cả đều có mã số trên phụ tùng. Rồi. Còn đây là cái dàn sưởi của con Kia Morning 204 đến 207. Đây là một cái đây, thì em như cũng đã nói là các chất hàng của nó thì dòng Hàn Quốc thì chất hàng của nó rất là mượt, rất là đẹp. Đấy, các lan của nó khá là dày và đóng gói rất cẩn thận. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu tư vấn về
phụ tùng thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333, hỗ trợ tư vấn kiểm tra lắp đặt thay thế tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh, gara ô tô BMT.